Trung Quốc hiện đang ghi nhận làn sóng mua vàng ngày càng cao của người dân, dù giá vàng hiện đang khá cao nhưng người tiêu dùng vẫn đổ đi mua bởi họ tin vàng là tài sản trú ẩn an toàn. Theo nhiều ngân hàng ở Bắc Kinh, giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong khi nhà đầu tư Trung Quốc ngày càng tích trữ vàng nhiều hơn bởi vì họ tin rằng kim loại này sẽ không ngừng tăng giá trong những tháng tới. Hiện tại, tại thị trường Trung Quốc, vàng miếng đang được ưa chuộng mua nhất. Sau lễ hội mùa xuân, tôi đã mua một ít vàng, giờ thì giá mỗi gram đã tăng hơn 100 nhân dân tệ, tương đương gần 14 đô la. Tôi còn muốn mua thêm nữa. Giá bán lẻ vàng hôm nay là 569,2 nhân dân tệ, tương đương khoảng 78,7 đô la mỗi gram. Tuy nhiên, giá vàng tăng lại có tác động trái chiều tới các nhà máy chế biến vàng ở Trung Quốc. Nhiều nhà máy chế biến vàng ở Thâm Quyến, trung tâm trang sức nổi tiếng ở tỉnh Quảng Đông miền Nam Trung Quốc đã đình chỉ hoạt động. Người đứng đầu của một công ty chế biến vàng ở khu vực này cho biết, do thời gian gần đây giá vàng tăng đáng kể, các nhà bán lẻ vàng đã rẻ chừng mua bán hơn, dẫn đến lượng đặt hàng giảm đáng kể. Vì vậy, nhiều nhà máy buộc phải tạm dừng hoạt động. Do giá vàng thế giới tăng, lượng đặt hàng của các nhà máy chế biến vàng đã giảm khoảng 60%. Nhiều đơn vị cùng ngành đang trong tình trạng ngừng hoạt động. Vì vẫn còn một số khách hàng dài hạn, nên chúng tôi nhận được đơn hàng nhỏ lẻ từ các nước. Tuy nhiên, lượng đặt hàng không ổn định. Tài sản phổ biến nhất ở Trung Quốc là bất động sản, chứng khoán và vàng. Nhưng sự suy thoái nghiêm trọng của thị trường bất động sản và sự sụt giảm của chứng khoán Trung Quốc đã khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn. Người dân Trung Quốc thường có nhu cầu tích trữ tài sản cao, cũng đã tăng mua các sản phẩm từ vàng, bao gồm cả vàng thỏi, vàng miếng, đồ trang sức bằng vàng nhằm bảo vệ tài sản của họ trước những rủi ro có thể phát sinh do tình trạng hỗn loạn trên thị trường chứng khoán và lĩnh vực bất động sản trong nước suy yếu. Theo dữ liệu từ ngân hàng nhân dân Trung Quốc, dự trữ vàng của nước này tiếp tục tăng trong tháng 3. Đây là tháng thứ 17 liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2022, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này bổ sung vàng vào kho dự trữ. Theo kết quả khảo sát do cơ quan quản lý tài chính Anh công bố ngày 10 tháng 4, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại nước này đang có dấu hiệu giảm nhiệt khi khả năng thanh toán và trả nợ của người dân đã tốt lên đáng kể so với năm trước. Cuộc khảo sát cho thấy trong tháng 1 năm nay, có khoảng 7,4 triệu người Anh gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn và trả nợ, giảm 10,9 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với 5,8 triệu người hồi tháng 2 năm 2020, là thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở Anh. Trong khi đó, 72% người trưởng thành ở Anh được đánh giá xoay sở khá tốt hoặc rất tốt với cuộc khủng hoảng chi phí hiện nay, tăng so với tỷ lệ 64% trong tháng 1 năm 2023. Giới phân tích đánh giá, áp lực về chi phí sinh hoạt sẽ tiếp tục giảm đi trong năm nay khi lạm phát sẽ giảm xuống dưới mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương Anh trong những tháng tới, làm tăng hy vọng về việc ngân hàng này sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất hiện đang ở mức 5,25%.